Thưa quý vị, mới đây đội cảnh sát giao thông An Lạc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh PC08 cho biết đã bàn giao bé gái khoảng 6 tuổi đi lạc tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh về cho gia đình ở xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trước đó, vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 21 tháng 10 năm 2023, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn khu vực cầu đi bộ số 3 phường 16 quận 8, thì tổ công tác đội cảnh sát giao thông An Lạc phát hiện một bé gái khoảng 6 tuổi có biểu hiện mệt mỏi và đang đứng khóc một mình bên đường. Sau khi tiếp cận và nắm tình hình thì được biết cháu bé bị lạc, ngay lập tức tổ công tác đã đưa cháu về trụ sở đơn vị, đồng thời mua nước, sữa, bánh cho cháu bé dùng. Sau khi bé gái ổn định sức khỏe và tinh thần, đơn vị đã nhanh chóng tiến hành lấy thông tin thân nhân để hỗ trợ đưa cháu về với gia đình. Cháu bé cho biết chỉ nhớ mình tên là Ân, học sinh trường tiểu học Long Thượng và bị lạc khi đang đi với ông ngoại ở một khu vui chơi. Trên cơ sở thông tin mà cháu gái cung cấp, đơn vị đã tiến hành xác minh nhanh thì nắm được thông tin có một trường tiểu học Long Thượng ở xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cách trụ sở đơn vị khoảng 12 km. Ngay lập tức tổ công tác đã dùng xe mô tô đặc chủng để hỗ trợ đưa cháu bé đến trường tiểu học nói trên để xác thực thông tin. Sau khi nhà trường xác nhận đây là học sinh của trường, tổ công tác đã cùng nhà trường liên hệ gia đình của cháu bé để nhận lại cháu. Nhận lại cháu gái, phía gia đình và nhà trường rất vui mừng, cảm kích và cảm ơn sự giúp đỡ hỗ trợ từ phía tổ công tác. Được biết cháu gái đi lạc tên là LGA, sinh năm 2017, hiện đang sống cùng ông bà ngoại tại ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.